Giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trôi qua, buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha. Các bạn ơi, đây là một tập đặc biệt nhất đầu năm 2024. Một năm qua bạn đã làm được những gì? Được bao nhiêu điểm 10? Cao hơn năm ngoái mấy mét rồi? He he, nắm tay crush lần nào chưa? Đi ngủ còn hay nói mớ nữa không? Biết được bao nhiêu hot trend? Sắp bỏ nghiện TikTok chưa hả? Cùng nhanh trí nhìn lại một năm 2023 vừa qua đã trôi qua như thế nào ngay bây giờ nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng cháy lên với những hot trend hot nhất năm 2023 nhé. Đúng nhận sai cãi. Bổ quả chanh này ra, bắt vào đi muối tiêu chấm gà luộc thì hết nấc. Đúng nhận sai cãi trả lời cô cái. Đúng ạ. Si tính. Quay, sao mới gặp lần đầu mà tụi mình quay tay. Quên chán á. Hot trend nào hot nhất năm 2023? Không phải bàn cãi gì nữa các bạn ơi. Si tình hot điên, hot đảo, hot đỉnh, hot đám, kéo dài từ đầu năm đến cuối năm vẫn không thể ngừng hạ nhiệt. Và còn có dấu hiệu xâm chiếm hành tinh nữa cơ. Từ châu Á đến châu Âu, đầu đầu cứ thấy nhạc si tình là quẩy hết trơn, bắt beat không trượt nhịp nào nhé. Yay! Giờ cùng điểm danh các món hot trend nhất nào, để xem món nào mới là đệ nhất thiên hạ năm 2023 đây. Năm nay quả là một năm kiếp nạn của hoa quả tới rồi đây. Nhanh trí đã làm một cuộc thăm dò ý kiến trên TikTok và kết quả thu về là hỏi 10 người, có đến 11 bạn nói rằng bánh đồng xu và mì tôm thanh long mãi đỉnh. Vì bánh đồng xu vừa mềm vừa thơm, đặc biệt là miếng phô mai kéo sợi dài từ Hà Nội đến tận Bình Dương chưa hết luôn. He, cắn một miếng rồi cắn miếng thứ hai, không thể cưỡng lại được. Chỉ với 20-35k là có thể sở hữu một chiếc bánh mờ lem rồi. Và không thể quên được. Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Khuấy đảo cộng đồng mạng, ngay sau đó là lần lượt 7749 các món lần đầu tiên từ thanh long nữa các bạn ạ. À. Khiến dân tình đồng loạt yêu cầu giải cứu trái thanh long gấp gấp. Còn bạn thấy ô văn kê nhất món hot trend nào thì comment xuống bên dưới lựa chọn của bạn nhé. Bên cạnh những món ăn mới lạ ngon bất hủ ra thì đâu đó vẫn có hiện tượng đồ ăn vặt, bánh kẹo bị tẩm chất cấm, bán tràn lan ở cổng trường khiến rất nhiều bạn học sinh bị nhập viện cấp cứu. Đã thế còn sắp Tết âm lịch nữa, mong rằng chúng ta sẽ lựa chọn được những loại bánh kẹo chất lượng để đón một cái Tết thật bình an và vui vẻ. Các bạn nhớ nhé, đừng bao giờ nhận đồ từ người lạ. Chưa dừng lại ở đó, trong năm 2023, ở Việt Nam ta, lần đầu tiên còn có vô vàn những hiện tượng thiên nhiên độc lạ khác. Chắc hẳn bạn cũng nắm trong lòng bàn tay rồi, như nhanh trí đã chia sẻ cả năm qua vậy. Nhưng sát sườn cuối năm 2023 cũng có một dị tượng vô cùng đặc biệt và được chú ý đấy. Bạn có biết đó là dị tượng gì không? Vệt sáng trên bầu trời, sạt lở đất hay mưa bão có vòi rồng? Wow, 500 anh em miền Bắc đâu cả rồi, chắc chắn đã nhìn thấy hiện tượng này đúng không? Bầu trời một số khu vực miền Bắc xuất hiện hiện tượng lạ các bạn ạ. Hình ảnh được ghi lại vào lúc 5:30 sáng ngày 26 tháng 12 năm 2023 tại một số khu vực miền Bắc của nước ta. Giữa màn đêm tĩnh mịch, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện những vệt sáng hình dạng như một dải dài, uốn khúc và phần đuôi tản rộng giống như một luồng khí đang di chuyển khiến các camera chạy bằng cơm hoài nghi. Ủ ôi! Đây có phải là đĩa bay của người ngoài hành tinh tới giải cứu ông già Noel sau chuỗi ngày xuống phát quà cho chúng ta không nhở? Hay là người ngoài hành tinh muốn tham gia Tết Việt Nam? Cơ mà xin lỗi đi, các bạn đã nằm mơ bắt con tưởng bở rồi. Đó không phải là đĩa bay người ngoài hành tinh nhé, mà là ba vệ tinh nhân tạo do Trung Quốc bắn vào vũ trụ để phục vụ việc nghiên cứu mà thôi. Việt Nam ta quá là gần địa điểm bắn đó nên nhìn thấy các bạn ạ. Và không thể không nhắc đến, năm 2023 vừa qua là năm mà nước ta phải oằn mình gánh chịu hơn 1.000 trận thiên tai lớn nhỏ như mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, nắng nóng đỉnh điểm, hạn hán kéo dài suốt cả mùa hè, mùa đông thì lại rét đậm rét hại, mưa đá, động đất và các loại thiên tai khác khiến bao nhiêu người không kịp trở tay, để rồi rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Quá đau lòng và xót xa, 2023 là một năm thực sự rất đáng nhớ với người dân Việt Nam đấy chứ. Còn bạn, bạn nhớ nhất điều gì trong năm 2023 vừa qua? Có thể comment tâm sự xuống bên dưới nhé. Hey hey hey, cháy hết mình quẩy nhiệt tình lên nào anh em ơi. Bây giờ là tiết mục gặp idol đây. Đây là một tin hot có thể gây động đất cực mạnh đây. Một nhóm nhạc K-pop đã dự kiến sang Việt Nam năm 2024 này. Đó là Blackpink hay BTS.
Uầy, các bạn tin được không? Blackpink sẽ quay trở lại Việt Nam trong năm 2024 đấy. Mới đây, một tài khoản X mang tên Blackpink Tour Update có hơn 5.000 lượt theo dõi đã đăng thông tin 4 chị đẹp sẽ trở lại Việt Nam vào năm 2024. Thế nhưng, đây không phải tài khoản chính thức có tích xanh, vốn vẫn hoạt động bình thường trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của nhóm nhạc Blackpink, nên người hâm mộ Việt Nam còn bán tín bán nghi lắm. Mặc dù vậy, các Blink Việt Nam ơi, các bạn vẫn rất hào hứng và mong chờ đây là sự thật để một lần nữa idol quay lại Việt Nam đúng không? Nhiều fan còn quả quyết rằng năm nay sẽ để dành tiền lì xì để đu idol bằng được cơ đấy. Oách ghê. Còn bạn thì sao? Có mong muốn Blackpink quay trở lại Việt Nam nữa không? Comment có hoặc không nhé! Để mà nói về điều gì trong năm qua khiến bạn đau đớn nhất, đáng nhớ nhất, chắc chắn không phải bị ong đốt rồi, mà chính là dính phải lời nguyền bệnh oái cắt trứng này đây. Đó là bệnh gì mà trong năm 2023 vừa qua, rất nhiều bạn học sinh đã mắc phải? Ê, đau mắt đỏ chứ gì, chính là nó. Căn bệnh oái oăm này khiến nhiều bạn học sinh tụi mình lao đao khốn khổ vì phải nghỉ học ở nhà. Lớp nhanh trí có 30 bạn thì tận 20 bạn phải nghỉ vì đau mắt đỏ rồi. Còn tại sao đau mắt đỏ lại phải nghỉ học, bệnh này nguy hiểm như thế nào thì các video trước nhanh trí đã làm rất nhiều về căn bệnh này rồi, bạn có thể xem lại nhé. Nhưng có lẽ sự việc đau lòng nhất đối với người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, đó là năm 2023 có một sự việc đau lòng đã xảy ra với người dân thủ đô Hà Nội. Bạn có biết đó là sự kiện gì mà báo đài đưa tin ầm ầm không? Các bạn ạ, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại một chung cư mini ở Hà Nội ngày 12 tháng 9, tòa nhà 9 tầng bốc cháy ngùn ngút. Gần trăm người dân sống trong đó hốt hoảng, nháo nhào tìm đường chạy và cái kết, rất nhiều người bị thương nặng. Có tới 56 người đã ra đi mãi mãi, theo như báo VTV đưa tin. Đau thương nào rồi cũng qua đi phải không? Nhưng có lẽ bài học về phòng cháy chữa cháy qua sự việc này đã được mọi người cảnh giác hơn rất nhiều. Bạn nào ở chung cư thì nhớ lưu ý điều này đừng quên nhé! Quay trở lại thời gian một chút đi, bây giờ là thử thách vừa tinh mắt vừa nhanh tay mà còn phải nảy số nhanh nữa thì mới tìm ra được tất cả những câu nói hot trend năm 2023. Hey, lục lại trí nhớ một lần xem nào, bạn còn nhớ hay đã quên trend bổ câu, đúng nhận sai cãi hộ cô cái, đúng nhận sai cãi cho cô, ăn nói xà lơ, tào lao, anh nói xẻ lơ, flexing, khi có chủ của tôi flex chơi. Tôi có một điều tự hào, tôi là một người dũng cảm. À lôi, tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Quên cho nó này hả? Hay mì tôm thanh long. Ngoài ra còn tất cả những câu nói nào khác mà nhanh trí chưa biết không nhỉ? Các bạn thông não cho nhanh trí với. Thật tự hào các bạn ơi, 2023 Việt Nam đã chính thức lấy lại được một bảo vật vô cùng quý giá từ thời nhà Nguyễn cô các bạn ạ. Đây là một tin hot cực kỳ hot mà không phải người Việt Nam nào cũng biết đâu nhé. Sau hơn 70 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, giờ đây bảo vật đã được tìm lại và trở về Việt Nam trong sự trầm trồ của tất cả mọi người dân. Một thứ đồ biểu tượng cho quyền lực tối cao của một quốc gia, một dân tộc độc lập và tự chủ đấy. Wow, món đồ này có vẻ quá là quý giá luôn. Bạn thử đoán xem đó là thứ quý báu gì? Long bào, ngai vàng hay ấn vàng? Bling luôn các bạn ơi! Chiếc ấn vàng quyền lực nhất triều Nguyễn lấy lại quốc tịch Việt Nam sau hơn 70 năm lưu lạc. Vào ngày 14 tháng 11, chính thức chiếc ấn đã được trở về Việt Nam. Đây được coi là chiếc ấn quý nhất, lớn nhất, quan trọng nhất thời nhà Nguyễn. Chiếc ấn này chưa từng xuất hiện ở các triều đại trước, các quốc gia trong khu vực hay chưa từng xuất hiện trên thế giới luôn. Wow! Thêm một thứ nữa tự hào Việt Nam rồi đây! Chiếc ấn này được đúc vào thời vua Minh Mạng bằng vàng ròng 100% với kiểu dáng là một con rồng trong tư thế vươn mình ngẩng cao đầu, đầy oai phong lẫm liệt, y như cái cách dân tộc ta hiên ngang anh dũng trải qua bao nhiêu đấu tranh giữ vững chủ quyền dân tộc vậy. Và năm nay cũng là năm rồng nữa, hình như có một điều gì đó linh thiêng ở đây phải không nào? Tự hào quá Việt Nam ơi!
Vậy thì trong giới học sinh chúng ta có điều gì cần nhìn lại không? Hay có điều gì hot trong thế giới học sinh không nhỉ? Nhất định câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn sáng tỏ điều đó. Năm 2023 là một năm gặt hái nhiều thành tích xuất sắc của rất nhiều bạn học sinh giỏi, đạt cao trong nước và quốc tế. Nhưng bên cạnh đó, hàng loạt các bạo lực học đường của học sinh với giáo viên đã được điểm tên. Có thể kể đến các vụ như cô giáo ở Tuyên Quang bị cả lớp lăng mạ, ném dép vào mặt, nam sinh lớp 7 ở Vũng Tàu hại bạn rồi ra đi mãi mãi chỉ vì một lý do không đáng có, để lại bao nhiêu đau thương cho bạn bè, thầy cô và ba mẹ. Điển hình hơn nữa là một học sinh ở trường trung học cơ sở Đại Đồng, Hà Nội bị nhóm bạn đánh đến mức phải nhập viện điều trị rối loạn tâm thần. Vấn nạn bạo lực học đường ngày càng gia tăng khiến nhiều người vô cùng bức xúc và hoài nghi trường học có còn là ngôi nhà thứ hai thực sự an toàn nữa không. Bên cạnh đó, sự việc 11 học sinh ăn chung nhau hai gói mì tôm chan với cơm tại một trường tiểu học ở Lào Cai đã làm chấn động cả nước. Là một học sinh nghiêm túc, cháu ngoan Bác Hồ, theo bạn chúng ta nên làm gì? Quan tâm yêu thương bạn bè hơn, đoàn kết với các bạn hay tôn trọng thầy cô giáo? Không nên chọn một mà chúng ta nên chọn cả ba nhé. Bởi vì bạo lực học đường là một hành động vô cùng xấu và Nhanh Trí dám chắc rằng tất cả các bạn ngồi ở đây chẳng ai muốn trở thành người xấu đâu, đúng không nào? Nên chúng ta hãy đoàn kết nhau, giúp đỡ nhau trong học tập để luôn tạo ra những kỷ niệm tuổi học trò vô cùng vui vẻ mỗi khi nhớ lại nhé. Trong mắt mọi người, các bạn muốn làm một siêu anh hùng hay làm quái vật? Có lẽ các bạn đã có câu trả lời của chính bản thân mình rồi. Và các bạn ơi, một năm 2023 đã qua đi, mình và cả team Nhanh Trí cảm ơn tất cả các bạn đã luôn tin tưởng, đồng hành và yêu thương, chung tay giúp kênh Nhanh Trí cán mốc 1 triệu subscribe. Cảm ơn các bạn đã biến ước mơ của Nhanh Trí thành sự thật. Tuy hiện nay nút vàng chưa về tay, nhưng mình tin là sẽ sớm có được thôi. Đến khi đó chúng ta cùng nhau unbox, chúc mừng nhé! Xin chào 2024 rực rỡ 2 triệu sắp nha!